Không phải là cá giống cá qua hả anh? Ông rẽ, ông buộc dây, ông buộc cái không đều kìa. Ôi, cuộc lại đi ông ơi. Cuộc lấy cái cây, cuộc đàng hoàng, lấy cuộc kiểu đó làm sao được. Đáng bao hả? Ghê chưa? Ghê lắm rồi. Ừ. Có mà ba ngạnh không? Chạy xuống đây. Ê, trời sao mắt nổi nè. Cho nó quậy đã, cho nó mệt thì mới bắt ăn được. Mưa cá này trong hầm ra không rồi cá, cá dưới sông. Cá sông chưa đâu, cá sông là cá dính. Bắt bằng tay nhắm nhắm chắc ăn không? Tôi cầm hũ giáp nữa mà ơi. Bộ bao giống hồi rút cái bao ra không được. Được không? Rút ra không được. Bắt mấy con nhỏ trước đi. Không được, quay độ mà nguy hiểm quá vậy. Chết đi mẹ. Chết mẹ đưa đưa. Cá bự quá, bắt không được, bắt đem xiệt là chết nè. Tay đa gì mà mất cô hết quá trời. Quá trời ơi. Hết nói cá bông. Quá trời. Cá chục ký hơn á. Cá trắng trắng. Chú mua đi chú. Mua con đi, con bự. Bán con bự. Mua về làm gì không? Về nướng. Mười mấy ký à? Cái này làm gì ăn trời?